À, chào các bạn. Thỉnh thoảng có vài bạn hỏi tôi về cái hợp âm này, hợp âm kia, những cái hợp âm có vẻ phức tạp hơn một chút. Các bạn trẻ thì hay gọi là hợp âm màu. À, thì cái quan điểm của tôi về hợp âm màu thì tôi cũng đã nói đâu đó một cái clip rồi, tôi không trở lại ở đây. Nhưng cái quan trọng hơn theo tôi là dẫu các bạn có biết cái hợp âm đó đi chăng nữa thì các bạn dùng như thế nào nó mới là quan trọng. Giống như là chúng ta học ngoại ngữ, chúng ta học từng từ một, giống như chúng ta dở một quyển từ điển ra, chúng ta thấy một cái từ nào nó lạ, nó có vẻ nó ghê gớm, chúng ta học rồi sao nữa thì chúng ta không bao giờ sử dụng được, nó cực kỳ khó đó. Thì tôi cũng đã mắc phải cái lỗi lầm này rồi. Thế bây giờ tôi thử đánh một cái đoạn đoạn A trong bài dư âm, tôi đánh đô trưởng này, rồi tôi đánh xong thì tôi sẽ, các bạn sẽ thấy tôi sử dụng khá khá nhiều hợp âm trong đây, và tôi sẽ nói là tôi nghĩ cái gì trong đầu. À, và các bạn xem. Đêm qua mưa giăng, em đang ôm đàn diều muôn tiếng thơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trăng vườn làm gió, yêu ai anh nắng cùng đàn lệ vơi đôi mắt xa xôi. Nãy giờ tôi đánh cái đoạn A như vậy, tôi không đếm nhưng mà nó độ khoảng, nếu các bạn có thể đếm thì nó độ khoảng 20 hợp âm. Nhưng mà trong đầu tôi nghĩ gì? Trong đầu tôi chỉ nghĩ đêm qua mưa giăng, em đang đàn diều muôn tiếng tơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung mưa đà đà đi, đà 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 đi, đà 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 đi, đà đi đà đi. Thật ra tôi chỉ nghĩ ba hợp âm này, hay là đúng hơn là tôi chỉ nghĩ từng cái gọi là cái movement, từng một cái cái hòa âm của chúng ta nó đi tới đâu, nó đi từ trạng thái này tới trạng thái kia. Mình cứ hay tạm gọi là nó đang ở trong nhà, nó ở một cái trạng thái là release, nó đi ra xa, nó đi tới một cái tình trạng cái tension, và từ cái tension đó nó giải quyết về một cái release nào đó. Thì hồi trước tôi học thì tôi cũng bị cái lỗi là mình cứ nhìn từng cái hợp âm nó không ổn. Về sau tôi thấy nó không ổn, tôi có mơ hồ tôi nhận ra biết ra được một cái gì nữa, nhưng mà mình cũng chưa rõ lắm. Thì về sau tôi có xem ông Barry Harris là chơi piano nhạc jazz, ông vừa mới mất cái này vài tháng rồi, ông phải phải hơn 90 tuổi đó. Thì ông nói về cái chuyện này rất là rõ. Đó. Thì các bạn có thể tìm xem. Đó thì tại vì như này là nếu mà chúng ta nghĩ từng cái hợp âm ấy, thì có thể là chúng ta đánh một bài này, chúng ta ngồi chúng ta cả nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ chúng ta soạn ra xong chúng ta đánh thì được. Có thể. Nhưng mà chúng ta cảm giác nó không thoải mái. Đó, ví dụ ai biểu ngữ chúng ta đánh một phát thì chúng ta không đánh được, mà chúng ta rất là bối rối. Đó, nó cũng giống như chúng ta về nhà chúng ta soạn từng câu ấy, chúng ta cố đặt từng một cái từ khó vào ở trong cái câu đó, xong cuối cùng chúng ta học thuộc cái đoạn văn đó, xong rồi ta đã nói. Đó, nhưng mà không thể nào mà bây giờ biểu là à, anh nói luôn đi, thì chúng ta biểu chẳng nhẽ nó à, để từ 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 tôi về tôi soạn, rồi tôi nghĩ cái từ nào cho nó hay rồi tôi nói, đúng không? Đó thì không nào được. Đó. Tất nhiên cái bài này thì tôi chỉ đánh vậy thôi, chứ bình thường tôi cũng không đánh này. Có nghĩa là gì? Là tôi chỉ có cái ý thôi. Còn tùy cái hoàn cảnh là tôi sẽ đánh. Giả sử như biểu là tôi muốn đánh nhiều âm thì tôi sẽ đánh này. Nhưng mà thông thường tôi cũng chẳng, tôi không bao giờ đánh cái kiểu như này hết. Còn nếu mà muốn đánh nhiều âm thì đánh thôi. Đó. Cho nên các bạn thấy nếu mà biểu là hợp âm gì thì tôi có thể nói, nhưng mà nó không phải là cái mình nghĩ trong đầu, đúng không? Ví dụ tê tê đi đi da 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 đi,
Re-diminished. Có thể là hiểu là đô son trưởng đi, nhờ bass là C hoặc là mi thứ là bass là C. Rồi tôi đánh qua cái này cũng có thể hiểu là C giáng 7-13 xong là la thứ, có thể hiểu là mi trưởng, bass là son thăng. Rồi tôi đánh qua cái này là son thứ 6. Rồi tôi đánh qua cái này là pha thăng 7. Xong này pha trưởng, pha thăng diminished. Rồi tôi đánh qua cái này thì có thể hiểu là son người ta hay gọi là suspended, vì đây son nhưng mà không có, đây là nốt đô là quãng 4 hoặc 11, suspended không có quãng 3, đây là quãng nốt la là quãng 9, thì có thể gọi là son 9-11 đó. Nhưng mà tôi không nghĩ vậy. Rồi tôi sẽ đánh cái này, đánh qua mi, xong rồi mi giáng diminished, xong cái này tôi đánh này, nếu mà lại nghĩ là biểu là re thứ 11, nhưng thật ra tôi không nghĩ vậy. Rồi lại đô thăng thứ 7 giáng 5, rồi la mà la trưởng nhưng mà bass đô thăng re C thứ 7 giáng 5, pha thứ 6 bass đô son, pha thứ 6. Thí dụ như em tôi đánh này đi, thì có nhiều người đã biểu là cái có một cái lần có học nam học viên nó hỏi là thí dụ như là bấm như thế này, thì bây giờ có thể hiểu là gì? Là C C giáng 7-9 nhưng mà bấm nốt bass là nốt đô, tức là bấm bass quả 9, nhưng mà tôi không nghĩ vậy, đúng không? Rồi thì chúng ta nghe này là chúng ta nghe cái sound của cái augmented, đúng không? Tức là cái son, nhưng mà cái nốt quãng 5 nó raise lên, chúng ta nghe này. Đó thì những cái như vậy, nhưng mà cuối cùng là tôi không có nghĩ như vậy, tại vì các bạn nghĩ vậy, nếu mà cái từng hợp âm mình cứ nghĩ như vậy mình điên đầu làm sao đánh được. Đó mà cái tôi học là mình tạo được những cái movement, tức là mình học theo kiểu từng câu, mình học từng câu, và chúng ta có nhiều câu, thì khi chúng ta nghĩ ra chúng ta nói từng câu, giống như hiện giờ tôi nói là tôi chỉ biết cái ý thôi, rồi sau tao nói cái câu, chứ không bao giờ tôi nghĩ từng từ một rồi. Đó rồi, xin cảm ơn. Thật ra cái này thì tôi cũng đã nói đâu đó vài lần rồi, nhưng mà thôi, tại vì ngay cả những học viên của tôi mà cũng thỉnh thoảng là cứ hỏi đi hỏi lại là tôi cũng quay cái clip này để có gì chỉ lại cho nó dễ, rồi các bạn nào xem được thì xem. Rồi xin cảm ơn.